Dạ vâng, xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô bác cũng như quý anh chị đang xem kênh Em Trường Bình Dương. Mới nhất trong buổi chiều ngày hôm nay ngày 20 tháng 2 thì Em Trường xin được phép lên sóng báo giá hai mẫu Toyota Innova. Và quý khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh thì nhanh tay đăng ký giùm Em Trường. Em Trường chỉ có một nick YouTube chính, đó là Trường Xe Cũ Bình Dương. Và dùng một số Zalo và số điện thoại thôi, đó là 0972147247. Mua bán trao đổi các dòng ô tô để quay sử dụng từ 4 đến 7 chỗ. Và quý khách hàng nào đã có nhu cầu lên đờ bán lại xe hoặc là trao đổi xe thì alo cho Em Trường đấy. Và quý khách hàng nào mà thường xuyên xem kênh của Em Trường thì cũng đã biết Em Trường là chuyên dòng Toyota Innova, và đặc biệt là chiều ngày hôm nào Em Trường cũng có mẫu xe mới, chứ không phải những cái đơn vị khác có chiếc xe qua đi quay lại hoài nha. Đặc biệt luôn, Em Trường là ngày nào cũng về xe mới, ngày nào cũng có mẫu mới lên kênh truyền hình của mình. Và đặc biệt là bên Em Trường đang cần nhiều cộng tác viên phụ Em Trường mua bán xe. Chỉ cần quý khách hàng giới thiệu bên Em Trường mua hoặc bán được xe, bên Em Trường sẽ gửi ngay từ 3 cho đến 5 triệu tiền cà phê. Mà quý khách hàng nào đi mua trực tiếp thông qua cò lái gì hết, đi mua cho chính mình luôn, thì Em Trường cũng sẽ bớt từ 3 đến 5 triệu tiền đó cho cả nhà mình nha. Rồi thì Em Trường xin đi vào chi tiết hai mẫu xe này. Đây, phía bên trái màn ảnh là mẫu Toyota Innova đời 2011 phiên bản G, là bản đủ nha. Cả nhà lưu ý nè, cái đời này thì chỉ có hai bản thôi, bản G và bản G. Từ đời 2006 cho đến đời 2 đầu 2012 nó vẫn là cái form này, là nó chỉ có hai bản G và G. G là thiếu, G là đủ dành cho xe gia đình. Và bước sang cuối 2012 đến 2013 thì xe chuyển giao công ở qua form này là form bản E. Đấy, E thì nó có chia ra hai bản, đó là E thiếu và E đủ. Đó, đây là E đủ nha cả nhà. Đấy, đời 2012, Innova đời 2011, G 2012, E đủ, xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ. Rồi, thì Em Trường xin đi vào chi tiết mẫu xe bên này trước đi. Innova G đời 2011, xe chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ, màu ghi bạc. Xe này hai đời chủ đầu tiên là ở Sài Gòn, chủ thứ hai là bán về Bình Định. Nhưng mà chủ xe vẫn chạy ở Sài Gòn, bởi vì chủ xe không có hộ khẩu ở Sài Gòn nên buộc phải bám biển ngồi quê. Và chiếc xe này sơn si của nó là màu ghi bạc, thì nước sơn zin của nó cũng còn đâu đó còn 70-80%. Đấy, đăng kiểm cũng khá là dài, xe rất là đẹp, phơm dán rất là ok. Đấy, phơm dán không đâm đụng, không lỗi lầm, gốc Sài Gòn, cho nên với khách hàng ở Sài Gòn không tốn 20 triệu tiền phí sang biển nha. Đấy, cái này lưu ý nha, bản đủ là nó full option, nó trang bị phanh ABS túi khí, rồi sấy sửa kiến sâu, gạt mưa sâu, nói chung là full option, nói chung cái gì full nó cũng ngon nha cả nhà. Đấy, màu ghi bạc, xe rất đẹp, mâm phay xước nè. Đấy, gốc Sài Gòn, đi rất là ok. Đấy, quý khách hàng nào mà đam mê mẫu xe này thì dòng Innova này thì nhanh tay alo cho Em Trường để sở hữu em nó nha. Innova G đời 2011, đó, gốc Sài Gòn. Đấy, 77A10357. Bên Em Trường bán xe là có trách nhiệm là bao rút hồ sơ, pháp lý hồ sơ rõ ràng, bao rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đó, bạn đủ xe ba ga nóc nè. Cản đằng sau cái này nó hơi xấu, ngày mai Em Trường cho tháo dục luôn. Đấy, cả nhà coi mâm lớp của nó nè, mâm phay xước nè, thấy chưa. Đấy, xe rất đẹp nha. Đấy, cái lớp này nó hơi mòn nè, quý khách hàng nào mua thì Em Trường sẽ hỗ trợ cho mình một cái lớp mới. Nội thất thì màu kem. Đấy, màu kem, cả nhà thấy chưa, màu kem có theo logo Innova, trần nỉ zin. Đấy, trần nỉ zin luôn nha cả nhà. Đấy, trần nỉ zin, chưa có bọc 3D gì hết. Đấy, gai vân tắp bi, bạn đủ nên tay cửa inox, cái phần này nó màu vàng. Đấy, keo sùn chỉ đủ cho cả nhà. Đấy, màu ghi bạc nha. Gương zin nè. Đấy, gương zin là Toyota. Đây nha, Toyota Innova phiên đời 2011 phiên bản G. Cả nhà có bát bản lề nè, nhìn rất là đẹp luôn. Thấy chưa, logo Innova nè. Đấy, xe đẹp miên man nha, trang bị túi khí an toàn. Đấy, túi khí an toàn đầy đủ hết luôn. Các nhà thấy chưa, đẹp tuyệt vời. Đấy, có cảm biến nè, có cảm biến sấy sửa gương. Con này là dành cho con bạn đủ mới có nha. Đấy, cái này là chỉnh đèn đồng hồ nè. Đấy, các nhà thấy chưa, cho đồng hồ nền trắng kim đỏ, đầy đủ hết. Đó, xe rất đẹp, 2011 phiên bản G. Cả nhà coi những cái chi tiết của nó nè. Đấy, còn rất là đẹp. Thấy chưa, phần lớp trước thì nó lại là lớp mới tinh luôn cả nhà, mới vừa thay luôn, còn rất là dày. Đấy, lớp trước lớp mới, mâm đúc zin heo xe,
Bởi vì con bạn đủ nó được trang bị hệ thống phanh ABS nè, chống phanh bó cứng nè. Cả nhà coi nè, keo sùng chạy zin hết. Đấy, không có dấu hiệu va chạm hay là đâm đụng đâu nha cả nhà nha. Đấy. Cả nhà coi hầm máy của nó nè, đẹp tuyệt đối chưa? Sạch sẽ luôn. Đó. Thấy chưa? Innova G2011 nha. Đấy, máy móc thì bảo hành, em Trường bảo hành lên đến 1 năm sử dụng cho nhà mình. Trước khi bàn giao xe, em Trường chỉ thay nhớt, thay bu ri và xin hỏng ga, đâu đã hết, mới bàn giao cho cả nhà. Và cái chiếc Innova G đời 2011 bản đủ này, bên em Trường đều bán cho nhà mình với cái giá là 275 triệu bao phí rút hồ sơ. Nếu quý khách hàng mà đang khó khăn thì bên em Trường sẽ để cho nhà mình 200, có thể là cho nhà mình thiếu lại vài chục, cả nhà chỉ cần thanh toán 240 hoặc 250. Rồi khi nào có thì đưa cho em Trường, em Trường sẽ vẫn rút hồ sơ đồ cho cả nhà thoải mái luôn. Đấy, 240 triệu. Rồi còn thiếu thêm ba mấy triệu thì em Trường cho thiếu, hoặc là thiếu 50 triệu gì đó em Trường sẽ không tính lãi luôn, cho nhà mình thiếu thoải mái trong thời gian 4-5 tháng gì đó nha. Rồi chốt lại là con này 275 triệu ba rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Rồi 2011 phiên bản G, không đâm đụng, không dứt xi, không dịch vụ. Và đây là Innova đời 2012, cuối 2012, đăng ký lăn bánh 2013. Nó đã bước qua là form là form E nha cả nhà, form E, form 2012, 2013 là chung một form. Đấy, form E. Đấy, xe đẹp căng bóng. Con này không taxi, không dịch vụ, nước sơn zin của nó cũng còn lên đến 8-90%. Đấy, xe rất đẹp. Đấy, màu sơn xi. Đấy, một cặp xe nhìn rất đẹp nha cả nhà. Đấy, biển 68A06654 luôn. Đấy, đẹp len ken xà beng, nước sơn xi căng bóng. Đấy, cả nhà thấy chưa? Đẹp tuyệt đối nha, bản đủ nha cả nhà. Đấy. Bản đủ thì nó có giá của bản đủ, còn bản chung thì nó có giá của bản chung, tiền nào của đó nha. Cả nhà đừng có so sánh nha. Đó. Thấy chưa? Nhìn từ nước bên ngoài thì nước sơn xi của nó rất là căng bóng luôn cả nhà. Đấy, đi một vòng quanh xe cùng em Trường nha. 2012, thì bản đủ nè. Đấy, que phơm mới chạy rất sướng, đầm chắc. Tuyệt vời luôn cả nhà. 00654 nè. Đấy, xe thì sùng chỉ cua lốp thì còn đầy đủ hết. Đấy, nói không với bên Trường bán ra là nói không với xe đâm đụng, taxi ngập nước, cam kết bằng văn bản nha cả nhà, yên tâm để sử dụng, bao toàn bộ thầy thợ đánh chích tết thoải mái. Nếu không đúng như em Trường cam tẻ thì em Trường sẽ gửi lại toàn bộ chi phí đi lại cho nhà mình. Đấy, chỉ cua lớp vẫn còn đó, nghĩa là con này chưa dấu hiệu đồng sơn, ốc cua lớp vẫn còn, lớp lép zin, đấy, mâm zin. Đấy, xe được cũng dán full film cách nhiệt hết rồi, keo sùng chỉ của nó thì cả nhà yên tâm. Đấy, gài vần tappy của nó nè. Đấy, đặc trưng trên dòng bạn đủ là tay cửa mẹ chrome. Đó, cả nhà thấy chưa? Nội thất màu nâu, trần 3D màu kem. Đấy. Cả nhà thấy chưa? Đẹp tuyệt vời, sạch sẽ, nó những chiếc xe nào mà nhìn vô một cái là nói chung là nhìn nó sạch sẽ lắm cả nhà. Thấy chưa? Gài vần tappy rồi nè. Đó. Củ số zin theo xe nè, sấy sự kiến nè. Thắt tay rồi nè. Đó, nhìn cái ngay cả nhà nhìn cái vô lăng của nó nè, đẹp chưa? Đấy, đáng đồng tiền bát gạo khi mình bỏ đồng tiền ra mua. Trang bị màn hình OLED nè, camera hành trình, xe còn đủ hai chìa khóa zin theo xe nè. Đấy, hai chìa khóa zin theo xe, màn cam hành trình, cam lùi, mọi thứ còn đầy đủ zin theo xe hết. Xe rất đẹp, một chiếc xe chuẩn gia đình sử dụng. Đấy, cả nhà thấy không, cửa đóng rất là nhẹ nhàng. Coi ốc bát bản lề của nó nè. Đấy, ốc bát bản lề của nó nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, ốc S nè, chưa có dấu hiệu tháo lắp nha. Đấy, logo Toyota. Cả nhà thấy chưa? Một chiếc xe như thế này thì không thể nào mà miễn mà chơi được, quá đẹp phải không cả nhà? Gầm bọng bô đồ này sáng trưng luôn. Đấy, thấy chưa? Cả nhà coi bô bọng của nó sáng trưng luôn. Chưa có dấu hiệu gì gọi là chưa có dấu hiệu gì gọi là giảm tốt gì hết nha. Đó, cả nhà coi gầm của nó nè. Đó, thấy chưa? Tuyệt vời ông mặt trời. Đấy, gầm bệ sáng trưng. Rồi, em Trường mời cả nhà xem phần khung gầm rồi bây giờ tới phần máy móc của nó nha. Đấy, xi nhan trên gương bên em Trường lắp mới luôn rồi. Đấy, xi nhan trên gương bên em Trường lắp mới luôn nha. Đây phần máy móc của nó nè, cả nhà coi nè, ốc cây bô đồ đẹp hết, tuyệt vời, chưa có dấu hiệu gì đâm ve. Đấy, những cái đường keo sùng chỉ mép của nó còn rất là đẹp luôn, cả nhà thấy chưa, thấy một cái là yêu luôn, thấy chưa, ốc ép rồi nè. Đó, hầm máy nè sáng trưng nha cả nhà. Đó, thấy chưa, hệ thống phanh ABS nè, chống phanh bó cứng cây bốn bánh đây. Đó, cả nhà coi nè. Đấy, thanh những cái đinh tan bô của nó còn nguyên hết. Đấy, không có dấu hiệu va chạm nha. Đấy, máy móc của nó nè, máy móc em Trường bảo hành lên đến 1 năm sử dụng cho cả nhà mình yên tâm. Đấy, máy móc em Trường bao nhà mình luôn, bao xài, bao sử dụng, bao lên đời. Rồi,
trước khi bàn giao xe thì bên em trường sẽ thay nhớt máy mới, thay bu ri, vệ sinh hỏng ga. Đấy, thì bảo hành lên đến 1 năm mà. Rồi, mà chiếc xe này thì bên em trường chào bán với giá cho nhà mình là 326 triệu nha. 326 triệu cho mẫu xe này. Innova 2012 chuẩn gia đình, không taxi, không dịch vụ. Ba rút hồ sơ gốc cho cả nhà. Đấy. Đấy, kênh cả nhà chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giùm em. Cả nhà chỉ cần đánh vào thanh tìm kiếm trên kênh YouTube là Trường Xe Cũ Bình Dương, hoặc đánh vào số điện thoại 0972147247 sẽ ra kênh của em Trường. Cả nhà xem, nếu cảm thấy chiếc xe nào phù hợp kinh tế nhà mình thì alo cho em Trường. Bên em Trường là mua bán sửa đổi các dòng ô tô để quay sử dụng từ 4 đến 7 chỗ. Và đặc biệt có hoa hồng cho những quý cô bác nào giới thiệu bên em Trường mua hộ bán được xe. Quý khách hàng nào mua trực tiếp thì bên em Trường sẽ gửi ngay từ 3 đến 5 triệu tiền cà phê cho cả nhà nha cả nhà. Rồi, hẹn quý cô bác và anh chị vào những video clip ngày mai. Ngày nào em Trường cũng có clip mới. Bên em Trường còn 2013, 2013 ở nhà nữa nha. Vậy Nova 2013 em ăn đủ thì bên em Trường cũng còn 2 mẫu. Một mẫu màu vàng cát nè, một mẫu màu ghi bạc kia nha. Innova 2013 màu ế đủ, con này 2013 đăng ký lăn bánh 2014 nè. Đấy, màu ghi vàng, xe cũng rất là đẹp. Chiếc này bên em Trường đỡ cho mình với giá là 335 triệu nha. 335 triệu cho mẫu xe này. Đấy, màu ghi vàng. Cả nhà em, nếu cả nhà thích màu ghi vàng thì lấy con này giùm em. 335 triệu, xe cũng còn đẹp lắm. Đấy, xi nhan gương đầy đủ hết. Đấy. Đó, thấy chưa? Full đồ chơi, lót sàn 3D, ghế, bọng sàn. Nhìn nói chung còn rất là đẹp. 2013 e bạn đủ nha. 335 triệu xe đẹp. Cả nhà đừng so sánh vào những con xe đã qua taxi dịch vụ hoặc xe nát nha. Bên em Trường không có, bên chỉ bán xe đẹp thôi. Bao chích test thầy thợ gara thoải mái. 2013 đăng ký lăn bánh 2014, 335 triệu nè. Đó, còn nếu cả nhà thích màu ghi bạc thì bên em Trường có con này, 20 biển Sài Gòn luôn, 2013 luôn. Đấy, màu ghi bạc. Chiếc này là cũng e bạn đủ, xe này siêu cộp gia đình. Màu ghi bạc xe đẹp. Con này thì em Trường bán tới 355 triệu nha. Tại vì nói chung là bên em Trường mua rẻ bán rẻ, mua cao bán cao. Cả nhà lưu ý giùm em. Đấy, con này em Trường có quay chi tiết rồi. Cả nhà vào kênh xem giùm em. Và cần quan tâm mẫu nào, cần quan tâm mẫu xe nào thì em Trường sẽ kết bạn Zalo, gửi cho nhà mình một cái clip và chờ tư vấn cho cả nhà. Đấy, con này thì bán 355 triệu nha cả nhà. Đấy, 355 triệu cho mẫu xe này, Innova 2013, màu ghi bạc nha. Màn hình Android đầy đủ hết. Đấy, cuối hàng nhớ đăng ký kênh và alo cho em Trường số điện thoại trực tiếp duy nhất luôn 0972147247 nha. Bên Trường còn khá nhiều mẫu xe thì ngày mai em sẽ quay clip chi tiết tổng hợp cho cả nhà nha.